Hai mình tiếp tục đi xuống dưới chợ Long Xuyên, rồi đi xem cái tình hình của bà cụ ngoại 91 tuổi rồi quý vị. Bây giờ là cũng 10 giờ rồi. Ý nói là về này chưa dọn vô ngủ ha. Chưa ngủ. Mấy giờ mới ngồi ngủ mà? Chừng nào buồn ngủ thì ngủ. Dẹp bánh xác đi ngủ. Dạ. À cái áo này là bữa hổm là anh em bên mạnh thường quân tặng nè đúng không? Ờ. Ba bộ chứ áo ấm. Dạ. Để đó. Bữa hổm có anh em nào cũng tặng mền phải không ngoại? Có tặng có cái mền. Dạ, đắp giờ bữa nay lạnh quá nè. Ở con này quen không có lạnh đó. Sáng dạ. Sáng cấp 3 giờ sáng mới lạnh. Dạ. Sao giờ này ngoại chưa dọn vô ha? Ừ, đây ngủ. Ngủ ngồi ghế đó ngủ hả? Ngủ ghế đó. Ủa rồi ngủ trong đó, trời mưa chạy vô đó ngủ. Dạ. Trời mưa ngủ hồi này. Vừa mưa thì chạy vô trong cái mái hiên đó ngủ. Dạ. Ủa rồi cái chú 51 tuổi con ngoại đâu rồi? Nó chung với kẹt ngủ rồi. À ngủ trong kia ha. Ừ. Sao mầm nó bị quấn nó không có nhớ gì chứ chú này. Dạ. Người ta ở sớm người ta quấn nó quấn quá chừng quấn. Quấn mà nó ốm nhôm nhất. Cái lại nó lại nhà tôi nó bắt con thằng đó. Nó đi 3 4 ngày nữa. Nó thả về nó mình mấy bị quấn bằng tiếng hết trơn. Ồ. Kỳ vậy? Ai mà quấn tôi không biết nữa. Sao mà bắt người ta đi được? Cô chú với đồng bọn nó quấn cái đầu nè. Như cái chanh gì mà 4 cục nha. Cái mớ vừa lành cái. Nó sởn sởn cái này nè. Nó chầm thuốc nha. Bà lớn mới lớn nè. Bà thì quá. Dạ. Nó khùng luôn. Nó khùng ít. Bị quấn nó quấn quá trời nó khùng nhiều. Dạ. Yeah. Bữa nay rằm tháng giêng nè, người ta có cho ngoại đồ ăn cha nhiều không? Chục ký gạo. Dạ, cho chục ký gạo ha. Con thấy nó có đồ ăn quá nhiều nè. Người ta cho hả ngoại? Canh đã cho ăn 20 con ăn. Rồi ăn ăn hết chưa ngoại? Ăn hết trơn rồi. Dạ. Rồi cái nồi thịt có hột vịt bữa hôm kia bữa nay chắc còn quá. Ăn hết trơn rồi còn có miếng nào miếng. Vậy ha. À, con cũng hết trơn. Dạ. Giờ trễ nha ngoại, không dọn vô từ từ ngủ đi, không, ngủ. Đẩy mẹ đi, đẩy tí đi ngủ có sao. Ta không có lấy. Dạ. Bữa nay thấy ngoại bán nhiều quá nè, bán nhiều món quá nè.
bán có khoai lang nữa nè ha. Bên này là khoai gì vậy? Khoai mua ổ gì, khoai cao, khoai mì, dạ, khoai bắp nữa nè. Dạ, để con vô con coi anh nó đây là anh trai con của cụ ngoại là mọi người ngủ ở đây nè, rồi thấy thấy thương quá trời luôn. Nó có một cái miếng bạc nhỏ che ra ngoài thôi mà mưa là chắc có thể là tạt ướt luôn quý cô chú anh chị. Tối rất lạnh lắm luôn. Ừ. Dạ nhưng mà con thấy cũng lạnh lắm đó. Ảnh có mền không vậy ông ngoại? À nó cũng có cho mền rồi ha. Nhà ngoại cũng được cái mền ha. Dạ mua mấy trái đu đủ nè mà mới mới mua cái này là bán không có được vậy. Dạ, đu đủ này ấy quá nè. Đu non nó không có ngọt hết chứ. Đu đủ này ngoại mua của người ta cũ á nè. Có hổm mua bữa đầu. Đu đủ non. Bán được hết chứ. Bữa sau không ai mua chứ. Dạ. Mới đầu non người ta nhìn nó nấu canh. Dạ. Yeah. Mà hổng gà mình bán được không ngoại? Bán được hai ba củ. Dạ. Mà tại sao mà tôi mỏi thì khó quá, chứ tôi đứng không biết khổ. Cái ngoại bị khớp á. Tôi té á. Tôi đi tôi té lăn tròn á. Vậy hả? Té hồi nào? Lâu lắm rồi, cỡ chừng 3 tháng này. À. Bầm xanh nãy giờ chứ. Là ngoại đi đâu mà té? Đi mí đó đó, lăn tròn chứ. Vậy hả? Lăn chứ. Là té là buổi nào, buổi sáng hay buổi tối? Ban ngày á. Vậy hả, người ta có thấy không? Thấy. À. Té rồi ngồi dậy nó có sao chứ. Dạ. Té lăn tròn rồi ngồi dậy. Ủa người ngoại có mua thuốc uống này kia không? Chứ uống thuốc giảm đau, thuốc nhất nè. Được qua bên Bảo Ngọc mua 5 ngàn. Dạ. Bảo Ngọc đó mua 5 ngàn. Đó mà tôi ngồi vậy nó mỏi 2 giờ tôi sợ. Dạ người ngoại. 2 giờ còn cho nó hết 2 cái giờ rồi cho tôi đi. Chắc ngoại bị nhức khớp, nhức này kia. Té hả? Té bộ không có gì vậy? Xanh dạ, vì ngoại mua thuốc giảm đau á. Mua tiệm Bảo Ngọc mua 5 ngàn. Thôi bây giờ 10 giờ mấy rồi ngoại ơi. Mới tranh thủ dọn vô ngủ nữa ngoại. Đẩy lại ngủ, lấy mấy nhan giải đẩy lại ngủ không ngoại. Dạ, giải ở đâu vậy con lấy cho. Không có, tùm lum biết có tụt kiếm. Vậy hả? Ở đâu ta, lấy giấy được không? Đâu có, đầu tiên rồi đẩy mới đẩy được. Báo, báo. Để trong bao hả gì? Mà để đâu cũng không nhớ. Trời ơi. Phải chùm thấy mẹ lại. Bởi vì phải chùm lại, phải có bọc. Phải có này kia. Giải này nọ. Chùm thấy mẹ lại. Cũng gọi để đâu đi con lấy cho. Không biết đâu. Dục ở đâu cũng không nhớ. Nhà ngoại nó cũng hơi quên luôn rồi mọi người. Không nhớ.
Trái khóm cũng bán được hình như một trái không bạn? Ờ, mua 5 trái. Bán được 2 trái ha. Ờ, mua 5 trái 100 ngàn đó. Rồi bán được 2 trái 100 ngàn lời đó. Có nghĩa là người ta mua cái người ta cho ngoại luôn khỏi thòi ha, lì xì ha. Dạ. Chớ bán thì đâu có lời gì đâu, nhờ ta lì xì á. Sáng nó chết khác rồi đó. Dạ. Mấy cái này có giờ vô không, đem vô cho? Không có giờ, để vậy đậy lại. Vậy ha. Rồi sáng vợ nó bán. Mà giờ không biết muốn giải nằm đâu sao? Không có sao, không đẩy cũng có sao. Ta để vậy đó, nguyên ta không có đẩy. Vậy hả? Hồ đồ người ta đồ mất không hả? Là người ta cũng ngủ đây luôn ha. Ừ. Còn đồ nổ với đống đồ tôi cũng mà đến cái này mất. Dạ. Cái này nè, cái này dễ. Với lại mấy cái rau củ quả chắc đâu ai mà lấy làm chi. Trộm nâng cấp vậy lắm nha, mà nó thấy tôi nghèo nó không nâng cấp. Dạ đúng rồi. Còn cái bao đó là bao gạo không ngoại? Bao gạo. Đã cho ha, 5 ký ha. 5 hay 10, chục ký luôn. Tôi tưởng ngoại có biết miếng giải đâu, lại con lấy con chùm cho ngoại con đi tới lôi. Dạ. Thì thôi chắc dạ. Tại con đi công chuyện dưới đây sẵn con nhớ ghé thăm ngoại coi bà tình hình coi bà ngoại như thế nào. Bà con cô bác trên cộng đồng cũng thương lắm, cũng quan tâm đến ngoại á. Con cũng có những cái duyên nào thì con gặp cũng chia sẻ những hình ảnh đến cho bà con mình xem nó. Thì nếu như mà quý cô chú anh chị rồi các bạn nào có cái tùy duyên thấy thương ngoại thì hỗ trợ phần nào cho ngoại trong những cái cuộc sống này cũng rất là khó khăn. Dạ. Thôi con cũng xin phép con về thôi ngoại. Cảm cũng ơn, cũng cảm ơn nha. Dạ cũng tối rồi, ngoại cũng cố gắng để tranh thủ ngủ nha. Ngủ giờ trễ quá rồi, mơi còn mấy giờ mơi ngoại thức. 5-6 giờ. Trời ơi, 5-6 giờ. 5-6 giờ mà ngoại còn đây chưa ngủ nữa sao thức nổi. Nằm dưới đất ngủ. Chừng nào mà người ta thức á, mình dở ra mình bán. Dạ. Vậy thôi con xin phép về. À, ngoại cảm ơn nha. Dạ. Ngoại tranh thủ sớm nha ngoại. À, để tí mẹ ngủ ngoài đâu ngoài lấy về. Dạ. Dạ, và video đến đây cũng xin được kết thúc. Thì xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn có một đêm thật là ngon giấc. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những cái video kế tiếp. Quý cô chú anh chị khi xem video cũng nhớ ủng hộ video bằng cách bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất ra để cho quý cô chú anh chị và các bạn mình được xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.